thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 98, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Như thường lệ, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Và giờ đây thì tới cái đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hôm nay là kỳ thứ 28. Lần trước thì chúng ta đang học về cái đoạn Giáo Lý Tứ Đế. Bữa nay cũng còn tiếp tục triển khai về cái ý nghĩa của Giáo Lý Tứ Đế. Như nãy giờ đã chúng thấy là bữa nay nó có hai vấn đề. Trước khi học thì tôi xin giải đáp vấn đề. Cái vấn đề một Phật tử đề gửi về cái quyển sách ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi, cùng với cái tài liệu mà ngôn từ ý tưởng đều không có trong sáng thanh tịnh gì hết, kèm với quyển sách này. Thì cái dịch này nếu mà các vị nào được đọc thì nên áp dụng cái vấn đề văn di tư, tư di tu của mình mà tìm mà hiểu thôi. Chứ tôi không vướng, tôi không muốn lội vào trong cái rừng mà đầy gai trong và kiến bả côn trùng này. Cho nên cái vấn đề cái quyển sách này với cái tập tài liệu này thì coi như tôi không tham dự. Tôi tham dự, không có ý kiến. Còn cái câu hỏi về đạo Chúa, ta chú trọng đức tin, thì cái việc này đúng ra mình cũng không nên đề cập. Làm gì? Là vì cái đức tin của đạo Chúa thì điều đó là mình biết có, nhưng mà ta tin tới cỡ nào, cái giáo lý của đạo Chúa mình chưa có trọn vẹn đi sâu vào trong đó. Thế thì là mình cũng không nên đặt cái vấn đề để mình nói là của mình có đức tin giống bên kia hay không. Nếu khác là khác chỗ nào, không cần thiết như vậy, là vì so sánh đó. Mình có so sánh cũng chưa có toàn diện. Nhiều khi mình hiểu khiếm diện về cái đức tin của người ta. Tôi nói ví dụ như bây giờ tôi có đức tin mà tôi dùng một cái chữ, một cái đấng chúa tể đi, cái đấng đấng gì đó tùy theo cái danh hiệu người ta xin. Nhưng mà nếu mà đưa cho tôi mà tôi giải thích bằng cái nhận thức của tôi thì các vị thấy cũng có chuyện gì mà trái với cuộc sống của trên đời này và vẫn có lợi ích như bình thường, dù là cái danh xưng đó nó có khác với các đạo khác, có khác với đạo Phật đi nữa mà vẫn đem lại lợi ích thì người ta tin đâu có là sao. Còn nếu như mà cái điều người ta tin mà nó không có phải là chân lý thì nó đem cái lại cái sự lợi ích không có nhiều, thì chuyện đó mình cũng ở trong một cái đạo khác cũng không nên nói làm chi, không nên phê phán. Còn cái ý thứ hai hỏi đạo Phật này là có cái đức tin của mình là có cầu nguyện, có đặt cái đức tin giống như đạo Chúa hay các đạo khác không, thì cái này tôi nghĩ rằng cái điều này tôi nói nhiều lắm đó. Cái đức tin của đạo Phật mình là tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý. Cái niềm tin của người Phật tử là được quyền tin, nhưng mà nó phải hội đủ 6 cái yếu tố như vậy để mà suy diễn ra thấy nó phù hợp với cái chân lý, nó đem lại sự an lành, tự tại, giải thoát, sinh an trong cuộc sống, thì đức tin đó là đức tin nên tin, vì đó là chánh tính. Còn như cái đức tin mà nó không chánh tính, không đem lại cái thực tiễn trên cuộc sống thì cái đó mình không tin.
chứ không nên đặt vấn đề so sánh mà có tính cách như là trực diện và đối lập với các tôn giáo nào khác thì điều đó không cần thiết. Giờ đây tiếp tục học cái đoạn qua đoạn trước là học tới cái cốt lõi của cái giáo lý Bát Nhã này thì như ta đã có thể tóm thâu gọn là vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vật chất, thọ tưởng hành thức là phần tinh thần. Nói gộp lại là trong cái ngũ uẩn đó nó có vừa có tinh thần vừa có vật chất. Mà cái ngũ uẩn đó mà nếu mà triển khai ra đó, nó có 5 món thôi mà triển khai ra nó thành ra bách pháp của Đại Thừa, 100 pháp. 100 pháp đó diễn đạt tất cả cả hữu tình cả vô tình trong cái vũ trụ bao la mà chúng ta đang sống đây là nó nằm gọn ở trong cái ngũ uẩn đó. Mà vô sắc vô thọ tưởng hành thức có nghĩa là thọ sắc thọ tưởng hành thức đều không có, cái vô có nghĩa là không có gì. Vậy thì câu đó nói với mọi người đệ tử Phật phải hiểu rằng ngũ uẩn giai không. Đây là tóm lược cả nhà, tóm tắt xin đại chúng để ý. Ngũ uẩn giai không đồng nghĩa với vạn pháp giai không. Vì vạn pháp nó diễn ra từ ngũ uẩn. Vì vậy cho nên ngũ uẩn giai không đồng nghĩa với vạn pháp giai không. Mà vạn pháp giai không vì sao mà nói giai không? Không kiểu nào. Không đây không có nghĩa là phủ nhận cái có, không có phủ nhận cái hữu tình chúng sanh là không có gì, không phủ nhận núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung là vô tình là không có gì, không phải vậy. Đạo Phật không có nói vậy, bởi vì nói vậy làm sao nói được. Hữu tình người ta thật đàng hoàng, ai cũng thấy đi đứng nằm ngồi, nói nín động tĩnh ai cũng biết sao gọi là không có. Núi sông đất liền trời trăng mây nước, sự vật hiện tượng nó rõ ràng như thế thì sao là không có. Cho nên Đạo Phật không có quê mùa dốt nát gì mà nói rằng là cõi đời này là không. Dù nói ngũ uẩn giai không, dù nói vạn pháp giai không, nhưng mà không có nghĩa là phủ nhận không có gì, mà là có. Nhưng mà có cái điều là có, nó không có cái có này nó không có thực. Lại vì tìm ra cái bản chất của cái nào đó để sinh ra cái có này, không có. Mà tất cả cái có là do cái vô số cái không. Vô số cái không mà nó biến chuyển, nó vận động, đồng chủng, nó tương hợp, dị chủng, nó tương xích, đồng tánh, nó tương cự, dị tánh, nó tương hấp, đồng năng, tương bội, dị năng, tương để. Tùy theo cái lực hấp dẫn và chống đối của nó mà nó hòa hợp hoặc là nó chống đối mà nó hình thành theo cái lý đương nhiên của nó. Do vậy cho nên là cái có là cái có do vô số cái không, mà vô số cái không đó tức là nhiều duyên đó hợp lại thành ra cái có. Vì vậy cho nên cái có là cái có, cái kết quả của cái có đó là do nhiều nhân duyên mà hội tụ lại mà hình thành. Vì vậy cho nên cái có đó không có thật. Thí dụ cái có đó giống như là cái có của hình ảnh trên màn bạc trên TV, ai cũng thấy có đó chứ. Có cả tiếng đàn, tiếng nhạc trầm bổng, du dương, tiếng khóc, tiếng cười, hỉ nộ, ai cụ, ái ố đều trong có hết ở trên cái màn TV đó chứ. Nhưng mà nếu mà có một cái thiếu một cái duyên nào đó tình cờ điện cúp, thế thì là tất cả cái có đó đều không còn nữa. Một xin tiếp tục nhắc lại về cái vấn đề là giai không của Đạo Phật.
Tôi thí dụ là cái hình ảnh trên cái máy tivi đấy, ngắt điện một cái là nó mất. Nhưng mà mở banh cái máy ra tìm coi coi cái hình ảnh nãy giờ đó nó trú ngụ ở chỗ nào, nó phát xuất từ cái mạch điện nào trong đó, đều không có. Không hề cái hình ảnh đó, lời ca tiếng nhạc đó ở mạch điện nào không hề có. Thăng ra cái nguồn dây ra cái anten ở ngoài trời cũng không hề có. Vậy mà nối điện lại, tức là thêm một cái duyên cho nó đủ cái điều kiện, đủ cái duyên của nó, thì hình ảnh, âm thanh, màu sắc có lại. Lấy cái sự kiện đó, cái hình ảnh của cái tivi hàng ngày là bà con ta ai cũng thấy rõ cái lý duyên sanh của vạn pháp nó vậy đó. Nó tác động trùng trùng mà nói cái do cái nào cũng đều không trúng để nó hình thành sự vật hiện tượng. Do vậy cho nên cái không là không có tự ngã, không có cái thực thể riêng biệt của một pháp nào, dầu đó là hữu tình hay là vô tình. Do vậy mà Đức Phật dạy rằng ngũ uẩn giai không, mà ngũ uẩn giai không đồng nghĩa với vạn pháp giai không. Và từ cái căn bản vạn pháp giai không, ngũ uẩn giai không rồi thì vô nhãn nhĩ tỷ thiệt, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, đều là diễn đạt thêm cái phần chi tiết, nói rõ thêm về chi tiết, mà căn bản của nó là ngũ uẩn giai không đã đầy đủ lắm rồi. Từ ngũ uẩn nó duyên sanh ra lục nhập, lục nhập và nó duyên sanh ra thập nhị xứ, thập nhị xứ nó duyên sanh ra thập bát giới. Cho nên nói rằng lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới giai không cũng nằm trong cái căn bản là ngũ uẩn giai giai không vậy. À, học như vậy là mình tóm lược như thế. Mà cái không đây là để xin nhắc lại là nó không có cái thực ngã, nó không có cái chủ tể thường nhất, nó không có cái bất biến, nó không có cái tự tại, chứ không phải là không có gì. Mà muốn thấy được cái tính chất không này đó, tôi nhắc cái đại chúng là mình phải tư duy mới thấy rõ nha. Công danh từ xưa nay có biết bao nhiêu người có công danh à? Mà tôi còn nhớ cái bài thi cổ, ta gọi là bài thi cổ mà ta tóm tắt ở trong những cái câu à: tế suy kim cổ sự kham sầu, quý tiện đồng quy thổ nhất khâu, hớn võ ngọc đường nhân khở tại, thạch gia kim cốc thủy như lưu, Quan Âm Nhật Đáo Hoàng Tương Mộ, Thảo Mộc Phùng Xuân Hữu Đáo Thu. Rồi gì nữa mà có câu là Bá Dương Dũng Mãnh Kim Hà Tại, mà hàng tính công lao nhất đáng không. Đây, để ý mấy câu đó. Mấy câu đó để đúc kết lại cái dạng pháp giai không là ở nơi ý nghĩa của những câu đó. Tế suy kim cổ sự kham sầu, nghĩa là nếu mà mình suy gẫm, mình tư duy, mình nhận thức lại cái chuyện xưa nay, mình ôn lại đó, thì thật là đáng buồn. Không có cái gì mà đáng vui được cả. Lý do: quý tiện đồng quy thổ nhất khâu. Kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ công danh địa vị, tông đến là tới cái người bình thường, cuối cùng rồi cũng chung một gò, một cái nấm mồ mà thôi. Rồi bây giờ thì lại có cái, còn có cái thiêu, cho nên người ta mới hát cái bài hát Cát Bụi Trở Về Cát Bụi.
sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho. Ta cảm ơn trời cuộc sống thương đau. Nào ai có biết số phận ngày sau ông trời đã trao. Người giàu cũng như người nghèo. Rồi cuối cùng rồi cũng hai bàn tay không, rồi cũng chỉ còn lại là một cái nấm mồ hoặc là một hũ cát bụi. Nếu mà có gửi chùa Vĩnh Nghiêm đi nữa cũng là gửi cái hũ cát bụi mà thôi. Cho nên quý tiện đồng quy thổ nhất khâu. Hớn Võ Ngọc Đường, Nhân Khởi Tại, Thập Gia Kim Cốc, Thủy Như Lưu là nói chuyện là những ông vua thời phong kiến. Nhà ngọc, cột ngọc keo vàng. Nhưng mà bây giờ còn được đâu, có còn gì đâu. Cái chuyện tích thạch sùng giàu có vô tận, nhưng mà cuối cùng chỉ thua một cái trận đánh cược với nhau, không có cái mẻ kho, mà tán gia bại sản, trở thành ra cái chuyện thần thoại. Người ta nói chết rồi thành cái con thằng lằn, cứ tặc cái lưỡi thì tiếc của. Thập Gia Kim Cốc, Thủy Như Lưu, nhà giàu có vô số, nghĩa là bát vàng vô số, nhưng mà cuối cùng rồi cũng hai bàn tay không thôi. Ta đưa ra nữa, Quan Âm Nhật Đáo, Hoàng Tương Mộ mà Thảo Mộc Phùng Xuân Hữu Đáo Thu, cái chuyện xoay dần của vũ trụ, của nhân sanh, của cuộc đời, nó giống như là ngày đêm tối sáng, hết ngày tới đêm, hết tối tới sáng, từ đông sang tây, sự di chuyển của cuộc đời không có cái gì tồn tại. Có cây hoa lá cũng vậy, hết mùa xuân rồi thì qua hè, hạ thu đông, hết đông trở lại xuân. Cái sự tuần hoàn vận chuyển như vậy, không ai quyết định được cái đời của mình là hạnh phúc cỡ nào và nó giàu có được bao nhiêu đời. Và cái người nghèo có phải nghèo vậy hoài hay không, cũng không ai quyết định được. Mà thực tế có những người nghèo khó mà ta lên ta làm công danh sự nghiệp lớn lao. Ngược lại những người giàu rồi nó sa sút đau khổ tận cùng, điều đó là điều có thật. Còn như Bá Dương Võng Mãnh, Kim Hà Tại, Bá Dương là chỉ cho hạng mở sức đánh muôn người một lượt, nhưng bây giờ đã còn đâu. Hàng tính công lao gây dựng cơ nghiệp nhờ hơn 400 năm, bây giờ đã còn đâu. Đây vấn đề học cái giảng pháp giai không dương sanh như quyển để mà thấy được cái tính chất hư giả của cuộc đời, của kiếp con người, của sự vật hiện tượng, nó chuyển biến, nó sanh diệt, diệt sanh. Chứ không phải là học giai không để rồi phải thấy cho được cái gì cũng đều là rỗng tết, nghĩa là đều là không có. Không phải vậy. Để ý cái đó, để ý thấy cái mong manh đó. Sống trong đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó, cuộc sống mong manh. Cho nên mọi người đừng có chạy theo cái tài sắc công danh sự nghiệp, để rồi rốt cuộc rồi chỉ nó giống nhau là cát bụi, trở về cát bụi, chỉ còn một nấm mồ. Thấy được cái đó, nó hạn chế bớt cái tham lam, cái dục vọng, nó hạn chế bớt những cái ưu tư, cái khổ sở trong cuộc sống. Mà nếu mà mình hạn chế được nhiều thì gọi đó là niết bàn, mình hạn chế được ít thì gọi đó là hạnh phúc, gọi đó là khinh an trong cuộc sống. Đạo Phật là như thế, để ý cái đó. Chứ không thì người ta có thể phê phán rằng là đạo Phật là đầu độc cho con người tiêu cực, chứ không phải tiêu cực đâu. Sống một cuộc sống có ý nghĩa, có an lành, có hạnh phúc, mong mỏi một cuộc sống đó, xây dựng cuộc sống đó là tiêu cực ư? Sống như cuộc sống khuynh đảo, lừa lọc, giật quịch, tàn hại nhau để được sung sướng, đó là cuộc sống tích cực là đáng khen ư? Không. Cuộc sống mà lừa đảo, mà tráo trở, mà niếp yếu, khôn hiếp dại,
giàu, khinh nghèo, điều đó không đem lại hạnh phúc cho con người đâu. Mà con người phải thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp, duyên sanh của vạn pháp, để rồi cuộc sống của mình nó có quân bình lại được, vừa vật chất vừa tinh thần, mình mới có thể hưởng được sự an lạc. Bằng cớ là những cái người dân bình thường làm ăn lương thiện, nó có sự an lạc. Còn giàu quá khó có an lạc. Cái đầu không có lúc rảnh ra, không có lúc nghỉ ngơi. Toàn cái mà tàn bạo và bất nhân thì từ xưa tới nay cái kết quả đều đem lại khổ đau mà thôi, chứ không có tội nguyện được. Để nên nhận thức cái chân lý giai không của đạo Phật là cái chủ đích là phục vụ cho cái lẽ sống của con người. Thế thì bây giờ tiếp tục lại là do lý tư đế, tóm lược là khổ đế, đó là những cái điều quyết định khổ, đó là điều có thật của kiếp sống, của kiếp sống của con người. Mà cái khổ nào nó cũng có nguyên nhân của nó, vì hễ có quả là phải có nhân. Không có cái quả nào đột xuất tình cờ mà không có cái nguyên nhân của nó. Do vậy cho nên khổ đế là quả, mà nó có nguyên nhân của nó là tập đế. À, đại chúng để ý cái học giáo lý tứ đế đây nha. Vậy thì nguyên nhân của khổ trên cuộc đời này là tập đế đó. Mà tập đế, cái căn bản của tập đế đó là kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên cái này tôi nói rất là nhiều. Tôi nói cho đại chúng, tôi nói cho tất cả người Phật tử, và cũng tôi nói cho tôi. À, cái nhân quả cho thật là kỹ càng, bằng kinh nghiệm bản thân. Ai cũng có cái bực bội, cái khổ đau trong cuộc đời hết. Nhưng mà cái người đệ tử Phật á, khi mà nó có một cái nguyên nhân, nó có cái bực bội, cái khổ đau nó đến với mình rồi đó mà, thì truy nguyên ra coi cái nguyên nhân, cái khổ đau, cái bực bội này ở đâu. Thì các vị mà để tâm mà truy nguyên ra đó, không bao giờ chạy ngã nào được. Nó nằm ở trong cái tập đế, tức là ở trong cái phiền não. Chữ phiền não trong đạo Phật ta định nghĩa phiền giả là phiền tháo, não giả là não loạn. Tất cả những cái mà nó làm cho bồn chồn, nóng nảy, bực bội, đau thương, rối loạn tâm tư, đau khổ thần trí, cái đó gọi là phiền não. Thế thì trong đó ta chia ra cái căn bản phiền não là nguyên nhân của các phiền não. Nó diễn biến ra vô lượng hình thức, vô số hình thức, là có 6 món. À, để ý nó, mình nhìn mặt nó đó nha: tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó là nguyên nhân của mọi khổ đau đấy. Đấy là một sự thật, không phải là nói mép, không phải là nói mờ, không phải là nói để mà nói đâu. Các vị thí nghiệm bản thân ngay trong lúc mà đang đi nghe giảng vậy, về là từ đây trên đường về nhà trong ngày đó là thí nghiệm được việc đó thôi. Những lúc mình an lạc, tâm hồn trong sáng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, sung sướng, các vị nghiên cứu coi đó là cái gì, lúc đó như thế nào. Lúc đó các vị sẽ không có tham sân si mạn nghi ác kiến. Mà nếu mà diễn đạt chi tiết hơn, tức là không có thêm cái phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vân vân. Nghĩa là những cái căn bản phiền não cổ gốc và phiền não nhánh nhóc các vị không có. Mà cái lúc mà nó không có cái đó thì các vị tâm hồn rất là yêu đời, rất là đời sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Ngược lại cái lúc mà các vị bực bội, chán chường, đau khổ, vừa cho tới đau khổ cực độ,
Rồi các vị tỉnh thức lại, nghiệm coi do đâu, thì chắc chắn là không bao giờ mà rời khỏi tham sân si mạng nghi ác kiến, không bao giờ rời khỏi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm, giới cấm thủ mà có được cái khổ đâu. Cho nên cái này ta gọi là đế, là có nghĩa là chân lý, chân lý tương đối của cuộc đời. Tôi gọi đó là chân lý, mà là chân lý cái mặt tục đế nha, còn về mặt chân đế thì là chưa được. Nhớ rằng nó là chân lý, mà chân lý về mặt tục đế của thế gian, chứ chưa phải là chân lý của chân đế. Vì sao mà nó là chân lý chỉ có ở trong phạm vi tục đế thôi, mà không phải là chân lý của chân đế? Vậy thì chân lý của chân đế là cái gì? Đấy là vấn đề học Phật đi sâu là phải vậy đó. Nếu mà đi sâu vào đạo Phật là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Cái khổ đó là tại mấy người si mê, vấn đề là trong cái ham muốn đó, trong cái vọng tưởng dục vọng của các vị, dựa trên tài sắc danh thực thùy, các vị muốn đạt cái gì đó mà không được, cho nên mới bực bội mới khổ. Chứ còn cái người ta tỉnh thức, ta thấy được cái tính chất như danh như quyển của giảng pháp rồi, ta không tham gì danh gì tài gì sắc gì danh gì thực gì thùy, thì cái tham sân si mạng nghi đó đâu có đến với con người đó. Do vậy cho nên nó khổ là nó khổ với ai? Nó khổ với những cái người mà còn mong cầu, còn hy vọng mà không tội nguyện, không bằng lòng. Chứ còn cái người mà người ta không có mong cầu một cái gì hết, thế thì cái khổ đó không hề tác động được. Do vậy cho nên khổ đế như nó nãy giờ là trên phương diện tục đế thì nó có thật, nó là chân lý. Mà về chân đế thì nó không có, tham đâu có. Đấy, hiện giờ đang để tâm mà nghe kinh, là dụng ý tu hành kỹ càng, hay là nghe cho hiểu đi nữa, thì hiện giờ các vị cũng không hề có tham, cũng không hề có sân. Rõ chưa? Thấy rõ chưa? Như vậy thì cái lúc mà mình khổ vì tham vì sân đó là khổ giả, chứ không phải là khổ thiệt. À, không phải là khổ thiệt. Nếu khổ thiệt thì cái khổ đó bây giờ đây nè, hiện giờ đây vẫn phải khổ chứ. Nhưng mà hiện giờ có ai khổ đâu? Ta đang đi chùa Vĩnh Nghiêm, ta đi nghe giảng chơi mà. Tôi nói nghe chơi, tôi chưa nói nghe thiệt nha. Nghe chơi thôi cũng vẫn không có khổ, có phải không? Ừ, đâu có cái tham đâu có mang vô đây, cái sân đâu có mang vô đây. Nghe chơi thôi cũng còn không có khổ. Vậy thì khổ đế làm sao gọi là chân được? Cho nên là nó có giá trị ở trên phương diện tục đế của thế gian, mà về chân đế, về mặt tuyệt đối thanh tịnh, chân như, nó không có tự tánh. Học Phật cái chỗ đó đó nó mới được gọi là học Phật, mới là giảng đạo Phật mới thật sự đó. Chứ còn mình vô mà ào ào mà nói đời là khổ rồi kể đúng ra đúng đích khổ hoài đó cũng được, cũng cho 3-4 điểm được, nhưng mà còn 10 điểm thì chưa được à. Cho nên là tôi nói là đại chúng để ý về mà tự mình thí nghiệm, chứ không phải mình học rồi ồ ông Phật cũng nói vậy mình phải tin. Không, Phật nói vậy mà tôi thấy không phải vậy, tôi có quyền không tin. Phật không hề bắt buộc người ta phải tin Phật bằng một cách mà không có chứng minh cụ thể cái lời Phật nói là có giá trị chân thật. À, cho nên cái này nó hay lắm. Thế thì là tập đế nè ha, là nguyên nhân đế. Nắm vững cái này rồi là về sau này là mỗi lần mình đau khổ là mình truy nguyên ra ngay. Truy nguyên ra là do cái gì? Do tham mà khổ, hay do sân mà khổ, hay do si mà khổ? Do si nghĩa là không có đủ cái sáng suốt. Cái rầy, cái nói, cái cãi cọ đó là phát xuất từ cái sai lầm. Từ cái sai lầm mà mình vẫn cho là mình đúng.
Nhiều khi người ta đúng mà mình vẫn nói người ta sai lầm, mình sai lầm mà mình nói là đúng. À, từ đó không, nó không có đúng cái chân lý. Cho nên mình gây người ta không chấp nhận. Người ta không chấp nhận thì lại mình nói người ta sai, và kỳ thật người ta đúng. Trường hợp đó là người ta đúng. Trường hợp đó mình sai mà mình không biết, đó là si đó, si là vậy đó. Cho nên tôi nói này, đại chúng cũng thí nghiệm đó mà. Tại sao có tòa án? Tòa án mà hiện hữu tồn tại trên thế gian này là do chúng sanh si đó. Chứ ngạn ngữ Việt Nam có câu là trí giả tự xử, mà ngu giả mới là quan thân. Làm sao trong hai người mà không có một người đúng một người sai? Có một người dù là cãi cọ cho tới kiện tụng đưa ra tòa án cũng phải có một người đúng một người sai. Người đúng là đương nhiên là người ta đúng rồi, người ta có lẽ phải rồi. Còn cái người sai này tại sao người ta cũng nói người ta đúng? Đó là si đấy. Tham sân si là cái đó đó. Không nhận ra được cái lẽ phải. Vì không nhận ra lẽ phải cho nên mới cãi bừa, mới cãi bướng. Mà cãi bướng thì là cái người đúng này người ta không làm sao được hết đâu. Tôi gọi là một người nói ngang ba làng nói không lại mà. Ở thế thì là ta phải làm đơn ta thưa ra tòa. Tòa là một người cầm cân pháp luật, ta bắt buộc lời nói của tôi là lời nói có bảo hiểm, có giá trị của luật pháp. Cho nên là tòa án ta xử thì cái người si này mới dẫm lại thấy à, thế là mình si, vì mình si cho nên mình mới thua. Thế thì là thua, nó tức là nó biểu hiện của cái si. Thua mà vẫn đi kiện là biểu hiện của cái si. Chỉ si lúc nào Phật là cái trường hợp đó, đó. Không nhận được cái lẽ phải. Lẽ phải của người ta mình cũng không nhận. Có khi lẽ phải của mình cũng không nhận được. Do vậy cho nên là tam độc. Căn bản của phiền não là tham sân si, ta gọi là tam độc. Thành ra làm thế nào mà đừng để việc người ta sáng mà việc mình quát. À, tục ngữ có câu đó rất hay. Chuyện của người thì sáng mà chuyện của mình thì quát. Quán tức là mờ mịt đó, mù quáng. Mà việc mình mà quát tức là mình bị cái mũi tên độc, si độc ở trong tam độc nó bắn vào người mình đó. Là mình không còn nhận thức được cái lẽ phải. À, do vậy cho nên cái người học Phật là ta trừ tham rồi trừ sân rồi trừ si. Phải bồi dưỡng trí tuệ để diệt trừ cái si. Nếu mình có lỗi, thấy ngay cái lỗi và nhận cái lỗi, lẽ tất nhiên là vấn đề giải quyết nó không còn khó khăn nữa. Kiện tụng đưa ra tòa án là tại vì không biết lỗi, không thấy lỗi và không nhận lỗi. Đấy. Thế thì là tóm lại là vấn đề khổ có nguyên nhân, mà nguyên nhân của nó là tập. Còn diệt đế tức là nói cái tên khác, diệt đế tức là niết bàn, tức là cái sự an lạc. Mà sự an lạc thì cũng không phải trên trời rơi xuống đâu nha. Đây là ta học kỹ lại giáo lý tứ đế. Sự an lạc này không có trên trời rơi xuống. Cái niết bàn của Đức Phật cũng không phải trên trời rơi xuống. Mà Đức Phật có được niết bàn, các vị A-la-hán có được niết bàn, không hề trên trời rơi xuống, và cũng không hề một đất thiêng liêng nào, một Đức Phật nào mà tặng cho gì, mà nó cũng có nguyên nhân của nó. À, nó có nguyên nhân của nó. Muốn hưởng được cái an lạc, cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái tự tại, cái khinh an, cái giải thoát, cái vui tuyệt tuyệt đỉnh của cái vui, đạo Phật gọi là niết bàn, thì phải tìm cái nguyên nhân của nó để mà bồi dưỡng. Giống như muốn ăn cái trái sầu riêng ngon là phải tìm cái hột sầu riêng, cái giống sầu riêng, cái nhánh sầu riêng, thứ đó để mà trồng thì mới có sầu riêng ngon để mà ăn, chứ không có trên trời rơi xuống đâu. Thế thì là cái niết bàn của chư Phật, của A La Hán, của Bồ Tát đều có nguyên nhân hết. Thì nguyên nhân đó là 37 phần trại đạo mà Phật Hấm tôi giới thiệu qua. Bây giờ tôi muốn nói chi tiết vấn đề rất cần thiết cho chúng ta.
là 8 cái món chót trong 37 món, gọi là bát chánh đạo. Đại chúng để ý, khoan đòi học nhiều kinh đó, tất nhiên là phải học hoài, nhưng mà bây giờ đây nghe cái này cho kỹ, để về nghiên cứu cho kỹ mà học cái này lợi ích ngay trong gia đình đây, ngay cho bản thân bây giờ đây, chứ không đợi chừng nào nữa hết. Thế thì tôi để qua bên cái vấn đề tứ niệm xứ là của người xuất gia mới có điều kiện tu hành, chứ người tại gia thì cũng có thể làm được, nhưng mà cái môi trường, cái hoàn cảnh có thể rất ít người làm được lắm. Tứ chánh cần cũng làm được nhưng mà khó. Tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề hành, mấy cái món đó là cái người xuất gia có điều kiện thực hành dễ hơn, nhưng mà có khi người ta cũng còn không có thực hành được nhiều, cho nên tu hành thì đông mà cái sự giải thoát giác ngộ, sự kinh an tự tại thì ít. Điều đó mình phải thấy rõ và nhìn nhận cái điều đó, chứ không phải điều đó là những điều không làm được. Những người xuất gia có thể làm được không khó, tuy nhiên không phải không khó được người xuất gia nào cũng làm được hết. Người tại gia càng khó làm hơn, nhưng mà không có nghĩa là không khó làm hơn là người tại gia không làm được. Nhưng mà cái này thì phải nói rằng rất là khó, là vì cái hoàn cảnh của người tại gia nó nhiều cái môi trường xấu ác, nó kề cận, nó xung pha vào trong cuộc sống của mình, cho nên là những điều đó làm được chứ không phải là không, khó lắm. Còn như cái bát chánh đạo này thật sự là cũng pháp của người xuất gia đấy, nhưng mà nếu mà ta hạ thấp xuống một tầng thì người tại gia mà vận dụng thì vẫn có kết quả rất là tốt. Đó là bát chánh đạo, là một con đường nó có 8 cái ngã tẻ, có 8 nhánh, hay là mình nói khác là 8 con đường cũng được, 8 con đường chánh mà người đệ tử Phật cần phải để ý mà đi theo con đường đó. Cái thứ nhất là chánh kiến, đối lập với nghĩa chánh kiến là tà kiến. Phật tử chúng ta để ý coi chừng, chữ chánh kiến không có đơn giản như là ta chỉ gọi là cái từ chánh kiến vậy thôi đâu. Chánh kiến là cái sự nhận thức, sự thấy biết của mình phải đúng chân lý, phải chánh, mà chánh đây có nghĩa là phù hợp đúng với chân lý, gọi là chánh. Còn nếu mà cái thấy biết của mình mà nó sai chân lý, nó không phù hợp chân lý thì ta gọi đó là tà kiến. Nhưng mà bây giờ đây mình nói tà kiến là nó hiển lộ ra chánh kiến. Tôi nói ví dụ như giờ quy Phật, nói pháp tâm quy thôi, chư tăng đã dạy rằng quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật. Người Phật tử tại gia mà quy Phật rồi là không quy y với trời, với quỷ thần, với người nào khác, mà chỉ quy Phật thôi. Thế thì là trong hàng Phật tử chúng ta có làm được vậy chưa? Quy Phật là chỉ quay về nương tựa với Phật, với giáo lý của Phật. Mà ông Phật đó là ông Phật Thích Ca bên ngoài, bây giờ là gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo, là Phật tượng, Phật cốt, Phật thờ trong chùa. Mà nói sâu hơn là ông Phật tâm của chúng ta, qua về nương tựa với Phật tâm, Phật tính thanh tịnh vốn có của ta, mà biểu trưng là ông Phật thờ trên chánh điện. Kể từ ngày ta làm lễ quy Phật rồi, ta không quy với trời, với quỷ thần, với mọi người nào khác cái chủ trương của Phật. Đệ tử Phật làm được cái đó chưa? Nếu như các vị chưa thì các vị bị tà kiến đấy. Đó, nếu chúng ta đi quy y với những ông thầy cho nước lạnh, đi xin tôm xin miệt để cho con em mình, là các vị đã không còn quy Phật trọn vẹn nữa rồi. Các vị quy với cô đồng cậu cốt để xin bùa, xin phép để được bình an, để được làm ăn khấm khá,
đó là các vị không còn chánh kiến nữa rồi, mà là tà kiến đó. Làm ăn khấm khá, mà nếu mà xin được cái bùa phép là ăn khấm khá thì cả cái dòng họ của cái cô đồng cậu cốt đó không có một người nào nghèo, và bản thân họ cũng chẳng cần làm đồng cốt chi. Họ lấy cái lá bùa đó rồi thì nghĩa là tiền bạc nó vô ào ào, thì họ xây nhà lầu, họ mua xe hơi, họ tạo mọi thứ tiền của họ đi làm đồng cốt chi mà để họ lấy 50,000 của các vị. Mà họ cho cái lá phép 500,000 gì đó mà các vị đưa ra đó, là các vị bị tà kiến nó mê hoặc rồi chứ không có chánh kiến nữa đó. Lý luận rất là dễ. Nếu như vị đó mà cho mình một cái lá phép mà để mà ăn khấm khá và giàu có được thì dòng họ của người đó không có một người nghèo. Nếu họ cho mà là những người lạ mà chỉ có 50,000, 100,000, 200,000 đồng bạc tiền thù lao mà họ cho người ta giàu được thì tại sao họ không cho thân bằng quyến thuộc của họ chứ? Những người xung quanh nè, gần gũi với họ nè, phục vụ cho họ nè, mà vẫn nghèo, vẫn khổ, vẫn thiếu thốn. Điều đó chứng tỏ rằng mà ta tin được như vậy có nghĩa là ta không còn chánh kiến nữa. Ta mê hoặc ở nơi tha nhân. Mà đạo Phật thì là bỉ ký trượng phu ngã, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Sống trên đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai khác. Phải siêng năng, phải cần cù, phải tạo cái nguyên nhân, hiểu biết bằng nghề nghiệp, bằng sức lao động, bằng sự siêng năng thì cái cuộc đời người ta có thể khá được đấy. Chứ còn là không làm ăn mà đi xung phép để tối nay cá độ đá banh thì trời Phật ơi, người ta sẽ đau khổ chết nhau dài từ Việt Nam cho tới thế giới, đau khổ vô cùng vô tận. Cá độ là một cái từ may rủi, một cái sự chơi may rủi như thế mà hy vọng làm giàu là làm sao? Cho nên cái người đàng hoàng có trách kiến ta không chơi cái đó. Không gian giới Phật trời, không gian giới Phật Thích Ca, không gian giới Quan Âm Bồ Tát gì hết, cũng không cầu thành thánh nào hết. Vì cái đó không phải là cái chánh nghiệp. À, cho nên chánh kiến là phải thấy chân chánh, dựa trên nhân quả. Mà không là tin tà, thiên thần quỷ vật là tà thiết du dơ. Đấy. Cái thứ hai là chánh kiến, chánh tư duy. Cái tính tư duy này khó lắm. Cái người mà có tu hành thật sự quyết đi trên đường đạo mà cái tư duy chánh mà cho nó liên tục vẫn còn khó. Mà muốn có cái tính tư duy đó thì trước hết là phải vận dụng cái chánh niệm, mượn cái chánh niệm để làm cơ sở, để làm cái anh gác gian, để mà kiểm tra các cái bấy cái chánh nọ. Mượn anh chánh niệm để làm anh gác gian, coi có lúc bây giờ mà cái tư duy của mình đang nghĩ cái gì. Nghĩ về công danh ư, nghĩ về tiền tài, về sắc dục, về sự khuynh loát, sự lừa đảo người khác, sự lườm thăng trao đấu, sự cân non đo thiếu gì đây. Nếu mà trên cái thương trường cuộc sống làm ăn mà mình nghĩ như vậy, đó là không đúng cái gọi là chánh tư duy rồi. Thế thì mượn cái chánh niệm, à mình là đệ tử Phật, tại sao mình có những cái ý nghĩ tội lỗi đó, ý nghĩ lừa đảo, ý nghĩ khinh loát, ý nghĩ tráo trở, ý nghĩ lật lọng đó, và bỏ ta đi. Còn bằng không hả, đi vào con đường lừa đảo, giật quịch, tráo trở, lật lọng, là có ngày mình sẽ lấy cái quả đau khổ đó. Do vậy cho nên lấy cái tín niệm mà hạn chế, mà chặn đứng, mà qua giải, để cho cái tính tư duy của mình nó được chân chánh, là làm ăn phải lương thiện thì cái quả nó mới lâu bền, nó mới lương thiện. Ở thành phố này có chiếu cái phim mà Lucarita vậy đó, có phải không? Ai có coi cái phim đó rất có ý nghĩa. Trong đó có những cái nhân vật mà cái tâm hồn cởi mở, thành thật, thân thương,
thì cái chiều hướng nghe là cái tâm hồn, cái cuộc sống của người đó coi nó nhẹ nhàng, từ nhẹ nhàng cho tới ai nhìn thấy cũng thương mà cũng xúc động. Còn những cái tâm hồn mà có ý lừa đảo, dối gạt, thỉnh thờ, thủ đoạn là cái người đó nó đau khổ dài dài. Mà trong đó tôi nhớ bà Barbara, dạ nhỏ Sunika gì là con của bà Barbara đó. Không? Một người mẹ muốn lấy ông giám đốc công ty dùng mọi thủ đoạn, một đứa con gái muốn lấy con của ông giám đốc cũng thủ đoạn vô cùng. Thì con cảm lại thì nó lại càng xa ra, càng xa ra. Còn cái bà Solidat thì là không có dám ngó lên. À, không dám ngó lên, mình là cái người bị bệnh nằm nhà thương mất trí mà. Mà cái tâm tình tốt lành, mềm mại, thương người ha, thì cái ông giám đốc kia lại lại lo lắng mọi thứ. À, mà hứa rằng tôi giúp bà trong lúc bà bệnh hoạn, mà tôi e rằng, tôi sợ rằng ngày bà hết lãng trí, bà quên những cái việc làm của những người mà giúp bà trong cái lúc mà bà còn đang bệnh. Câu đó là có nghĩa là bà nhớ nhà bà hết ấy là hết bệnh rồi tôi à. Bà đừng quên tôi nha. À, đấy, coi cái phim đó rất là có ý nghĩa. Còn nhỏ là Lucharita đó, nó tốt với mọi người, tốt với cha sở, tốt với ông giám đốc, tốt với tất cả bạn bè, tốt với mọi người làm công bếp trong nhà. Cho nên cuộc đời nó nhẹ nhàng vô cùng. Còn như là cái bà gia sư, bà ganh tị với nhỏ cô Nhi. À, bà đau khổ tràn ngập. Cái phim Mexico nó nhẹ nhàng lắm. Trước kia là cái phim Nhà Giàu Cũng Khóc á, cũng rất là xây dựng cuộc sống rất hay. Cái phim này Lucharita Lita này là cũng xây dựng cuộc sống rất hay. Còn cái ông giám đốc De La Fuente, cái ông đó là tốt sao đâu á hả, tâm hồn cởi mở cho nên là nó thoải mái trong cuộc sống. Cứ lấy cái đó mà ứng dụng trong cái cuộc sống của mình, là mình xem phim rồi mình vận dụng cái giáo lý của mình ở trong đó. Phật pháp bất ly thế gian giác, cái giáo lý của đạo Phật nó không rời thế gian đâu. Mà cái sân khấu, cái phim như vậy là đó là rút gọn cái xã hội ra thâu nhỏ trong đó, hay lắm. Còn một ông cố đạo cũng ngon đó, ông cha đó, ông cha vui vẻ với mọi người, việc nào cha giúp được thì giúp, còn người nào lưu manh thì tự lấn đau khổ, người nào lương thiện thì cha trong tầm tay khả năng cha giúp được cái gì là cha giúp, cha tạo cái điều kiện. Nếu như ở đây mà bị không còn làm được việc nữa, làm người phụ việc ở đây, thì cha sẽ lo cái công việc ở một người khác, để cho cái ngày mà con bỏ việc ở đây là con có chỗ làm. Mà tới chừng mà công việc ở đây mà thâu trở lại thì cha nói thôi thì ở lại đây cũng được, thì cha nói lần kia cho người ta nghỉ việc. Thế là công việc làm được cái gì làm giúp cho người khác, kể cả cái tấm lòng thương cả nhỏ Lucharita, coi như là cái tình cha con. Từ đó mà nghĩa là sống con nó nhẹ nhàng, nó thư thái lắm. Cho nên ai các vị có coi cái phim đó, để ý cái cách xây dựng, nó xây dựng cuộc đời vậy đó là đẹp đấy. Người nào mà khó khăn, người nào mà độc hiểm, người nào mà dũng ý gian manh, con nhỏ của ông giám đốc đó, trời Phật ơi, cái mặt của nó nghĩa là coi nó già trước hết 50 tuổi. Nhỏ gì 80 tuổi mà cái mặt nó già giống như 60 tuổi vậy. 60 tuổi mà ta còn lạc quan hơn á. Nó khinh người, nó ngạo mạn, nó tự đắc, nó ganh tị, nó đau khổ tràn trề. Thành ra có bữa rồi đó, đảnh rồi tôi coi cái phim đó, mà coi phim đó mà tôi diễn đạt bằng đạo Phật.
coi ông linh mục trong đó, ông cố đạo trong đó. Tôi thấy rằng làm linh mục và cỡ như vậy là đem lại sự an lạc cho con chiên, cho đệ tử mình nhiều lắm đó. Tâm hồn rất là cởi mở. Đừng có đóng, gọi là đừng có, tôi gọi là đừng có cho nó nhập vai, nghĩa là mình đừng vì người nào hết. Người nào có sự yêu cầu, có khó khăn, mình cởi mở được cái gì thì mình cởi mở giúp giùm. Còn đừng có thế vô cái sự đau khổ của cái người đó. Đừng có đứng cực đoan bên cái người đó để rồi tìm cách như là chống chọi với người kia, người nọ gì đó, là cái đó không nên. Thế còn nếu mà làm một người cha, người có đạo mà cái chuyện mà buồn bực, vui buồn là chuyện của các con, còn cha thì không có tương quan trong cái vụ đau buồn là thù hận, thương ghét của các con. Cha sẽ thương bình đẳng tất cả. Do vậy cho nên cha cũng rất là thoải mái, dù là gần gũi với tất cả mọi người mà tâm hồn rất thoải mái, không hề có ý triệt hạ người nào, không hề có ý ghét bỏ người nào. Cho nên nhìn thấy cử chỉ của một ông linh mục như vậy thì quý quá đi chứ. Bây giờ nói tới cái thứ hai là tránh tư duy. Mà tôi nhắc lại chúng là muốn kiểm tra được tránh tư duy hay không là phải nhờ trong đó tám anh bác chánh đạo, mà mượn một anh để làm gác gian, làm cái người mà canh cửa coi nhà, là cái anh chánh niệm. Phải để ý rằng mình phải nên có chánh niệm, phải học tập để ý về cái chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mà mình kiểm tra coi cái tư duy của mình có chánh hay không. Nếu cái tư duy, cái nghĩ ngợi của mình mà nó có lợi cho mình, cho gia đình mình, cho xã hội, cho mọi người an lạc, đó là cái ý nghĩ, đó là ý nghĩ tư duy chân chánh đó. Còn nếu cái ý nghĩ đó mà chỉ đem lại cho mình thôi, lợi lạc cho mình thôi, hoặc là mà chẳng những lợi mình mà nó còn vì lợi mình mà phải triệt hạ, phải tiêu diệt sự sống của người khác, đó là bất chánh rồi đó. Tư duy như thế là tư duy bất chánh rồi đó. Là nó thuộc về tà kiến, về tội lỗi rồi đó. Thế thì là cái thứ hai là chánh tư duy. Thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ là, đây là nói về khẩu nghiệp đó mà. Chánh tư duy là nói về ý nghiệp, nói về cái bộ óc. Chánh kiến là nói về thân, cái biểu hiện của con mắt. Chánh tư duy là nói về kiểm tra cái bộ óc, cái động cơ của tư duy là cái óc, là ý thức, kiểm tra nó. Nó lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả là chánh. Còn nó có lợi mình mà nó hại cho người khác là không nên, là tà. Cái thứ ba là chánh ngữ. Lời nói, tục ngữ người ta gọi là trước khi nói là phải uống lưỡi, đó là theo cái ngạn ngữ của Tây Phương. Trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. Còn như ở người Việt Nam ta đó thì cũng vậy, trước khi nói phải lựa lời. Tục ngữ có gọi là lời nói chẳng mất tiền mua, mà lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế thì là cái lựa lời đó cũng là có cái quá trình kiểm tra trong cái lời nói. Lời nói mà đừng có buồn, đừng có đau khổ cho người khác thì cái đó gọi là chánh ngữ. Lợi mình, lợi người, lợi tất cả là chánh ngữ, xây dựng cho người ta đi trên con đường là thánh thiện, con đường hạnh phúc, an lành, đó là chánh ngữ. Giúp đỡ cho ta nghề nghiệp, về phương tiện, về học hành, về đời sống. Lời nói đó là lời nói chánh ngữ, nên làm. Còn lời nói mà gây đau khổ, gây tổn thương cho người khác, ui, cái bà gia sư đó, bà ghét cái con nhỏ Lucara ta đó. Bà nói vậy, con đâu có làm gì cô đâu mà cô ghét con đó. Chính là sự có mặt của mày ở trong nhà này là đã làm rồi đấy. Đó, đó, đó. Người ta nhỏ một cô về ở trong nhà đó mà bà nói là có sự có mặt của nhỏ đó trong nhà đó là đã làm rồi đấy, chứ không đòi làm gì nữa đó. Là ta đã bực bội, ta đã ghét rồi đó. Thế thì bà đau khổ dài dài thôi.
ganh tị, tật đố, thù hận chi đứa nít như vậy. Điều đó tự làm cho mình ô nhiễm tâm hồn mình, vấn đục tâm hồn mình và tự mình đau khổ lấy. Và nhất định cái bà gia sư đó sẽ gánh lấy hậu quả đau khổ. Mà điều đó ai có coi phim là thấy là tương lai của bà đó là sẽ đen tối rồi. Thế này là cái thứ ba là cái chánh ngữ. Cái thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là cái hành động của mình. Nói chung là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp trong cuộc sống của mình. Nên làm những cái cuộc sống của mình nên làm những cái điều mà đừng có tổn hại với người khác, đừng có tổn hại tới vạn loại hữu tình. Gọi là chánh nghiệp. Rồi chánh mệnh. Chánh mệnh là nó tương quan tới chánh nghiệp. Tức là về cái cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình mà nếu vì cuộc sống của mình mà mình làm một cái nghề nghiệp nào đó mà đau thương, mà tổn hại cho người, cho vật, thì cuộc sống nó không được gọi là chánh nghiệp. Chánh tinh tấn là siêng năng, chân chánh. Siêng năng cần cù làm ăn theo hiến pháp, theo luật pháp, theo những cái việc làm mà của xã hội chấp nhận quy định. Bất cứ làm nghề gì đều là tốt cả, tùy theo cái khả năng của mọi người. Không cần phải tự ái, không cần phải tự ti, mà sống, tạo cái điều kiện để mình sống cho xứng đáng, cho ngay thật. Thì đó là ta gọi đó là tính tinh tấn, siêng năng trong cái nghề nghiệp của mình. Rồi cái thứ bảy là chánh niệm. Chánh niệm như tôi vừa nói là người đệ tử nên để ý có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mà các cái thứ thấy biết trên vừa nói nó có sai làm cái gì đó là cái chánh niệm này kiểm tra để rồi mình sẽ điều chỉnh nó được. Cái thứ tám là chánh định. Chánh định là ở thế gian người ta gọi là ý tứ. Mình làm ăn cái gì trong nhà phải có ý tứ. Mà cái người mình làm việc có ý tứ là làm người làm việc rất là có năng suất tốt, không hư hao, không thất bát. Đó là cái định, mà cái định thấp thì cái việc nhà của mình làm chính xác, không hư hao, không thất bát. Trong công việc làm ăn là không lỗ lá, không thiệt thòi. Còn mà nếu về phương diện đạo á, là người mà có chánh định á, thì là mấy cái trước nó vi phạm là người ta phát hiện được ngay. Trong đó nếu mà chánh kiến mà nó mất đi, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm mà nó bị lát đi là nhờ có chánh định ta phát hiện được. Phát hiện được những cái kia. À, do vậy mà đạo Phật là rất là quan trọng cái thiền định. Có thiền định thì nó sanh ra trí tuệ, mà có thiền định thì ta sẽ có gần gũi với có chánh niệm, mà có chánh niệm thì nó hỗ tương cho chánh định để mà phát hiện mấy cái món. Phát hiện là 6 cái món chánh còn lại. Mà chúng ta sống trong bát chánh đạo mà thường xuyên để ý á, là trong cuộc sống này ta có an lành, có hạnh phúc thật sự. Cho nên là tóm tắt bữa nay về đúc kết về cái tứ đế đó, mà tôi xin nhắc cho đại chúng nghiên cứu vận dụng bát chánh đạo trong cuộc sống của mình. Thế thì là vậy là tứ đế rồi đấy, mình nắm hết tứ đế rồi đó. Khổ đế là gồm tam khổ, ba khổ lớn và tám khổ nhỏ. Tập đế là gồm kiến hoặc, tư hoặc và những cái thứ chi mà phiền não như là phẫn hận, phu não, tật sang, vân vân. Còn diệt đế là tên khác của niết bàn, tức là cuộc sống của con người hành đạo, học đạo có an lành, có hạnh phúc, có tự tại, có khinh an, có giải thoát, gọi đó là diệt đế. Mà muốn có diệt đế là phải tu hành. Mình lấy cái tinh hoa gọn ghẽ nhất là dựa trên bát chánh đạo mà sống.
Do nên bác trên đạo mà sống thì mình sẽ có từng phần của diệt đế, của niết bàn đấy. Thế thì là giáo lý tứ đế như thế rồi. Nhưng mà ở đây Bát Nhã lại nói rằng vô khổ tập diệt đạo. Đó là một vấn đề kỳ lạ ở trong đạo Phật. Tôi xin nhắc lại cái giáo lý tứ đế mà tôi nói hồi nãy đó, khổ tập diệt đạo đó là suốt 49 năm thuyết pháp đều là nói tứ đế kiểu đó đó. Cái kiểu đó tôi gọi là sinh diệt tứ đế, tức là dựa trên hiện tượng sự vật tương đối của cái xã hội loài người thì cái tứ đế đó, tôi gọi là sinh diệt tứ đế đó, dựa trên sự sinh diệt, diệt sanh của hiện tượng của sự vật, trong đó có hữu tình và vô tình chúng sanh, điều đó là đúng, cho nên gọi là đế, là chân lý. Thời gian dài Phật thuyết cái pháp đó, nhưng mà tới cái đỉnh cao của trí tuệ, là đưa con người lên tới đỉnh cao của trí tuệ để mình đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn đó, là Đức Phật nói là vô khổ tập diệt đạo, tức là không có khổ đế, không có tập đế, có nghĩa là khổ đế không có thật, tập đế không có thật, diệt đế cũng không có thật, và đạo đế cũng chẳng cần thiết, cho nên nó cũng không có thật. Cái đó là vô khổ tập diệt đạo. Chỗ này là sâu đó nha. Cho nên cái mà cái chữ vô khổ tập diệt đạo đây là ta muốn nói cái tứ đế này là ta gọi là vô sanh tứ đế. Vô sanh tứ đế, tứ đế nó có bốn thứ. Cái mà nói nãy giờ đó, Phật nói gần 45 năm đó là sanh diệt tứ đế. Còn cái mà cái từ mà vô khổ tập diệt đạo là muốn nói về tứ đế cái bằng vô sanh tứ đế. Cái này là cái tuệ nhãn này là phải là hàng Bồ Tát tu tập về tuệ, 2/3 tuệ, còn 1/3 định. Nó phát sinh trí tuệ nó gấp 2 lần định thì mới nhận thức được cái vô sanh tứ đế này không có khổ, không tập, không diệt, không đạo. Tại sao trước kia dạy có, bây giờ nói không có là sao? Đây, bây giờ đây nè, tôi hé mở cánh cửa của Đại Thừa cho đại chúng thấy đây. Cái này các vị nghe rồi, không rồi đấy, nhưng mà phải ôn tới ôn lui hoài. Quyền Giác Thiền Sư giới thiệu một cái tác phẩm mà không bao lâu tôi sẽ triển khai để cống hiến cho đại chúng một lần nữa đấy. Mở đề Quân Bất Kiến, tức là các ngài có thấy không? Tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Cái bậc mà đạt tới cái trình độ cái bằng tuyệt học vô vi, nó đạt tới cái trình độ mà gọi là nhàn đạo, là người này không cần tu nữa, không cần đặt vấn đề tu hành nữa, mà coi như tu rồi hết rồi. À, chứ nhàn đạo là vậy đó. Cái bực mà nhàn đạo đó là không đặt vấn đề tu hành. Ở trong này đại đa số chúng ta đó, rồi ôi, về chiều 6 giờ là làm gì làm, chứ nhất định là ta phải tắm rửa đàng hoàng, thay áo, ta cúng này. Cúng là 6 giờ mà đứa nào làm gì mà không phụ với tao, mà để tao kể 5 phút là tao chửi nát hết đó. À, trễ giờ tao đi cúng sao? Tụi bay không thấy sao? Tao thường ngày tao cúng 6 giờ, mà giờ đây là 6 giờ rồi mà tao còn đang làm việc này, việc nọ, việc kia, việc nọ, mà tụi bay không phụ với tao, là tao chửi cho bà biết, tao tu hành mà. Thế là cúng lại cho nút 1 giờ, cho thiếu 1 giờ không được. Là ông già tôi hồi đó làm kiểu đó đó, tôi biết đó. Ông thân sinh của tôi đã từng làm kiểu đó. Đứa nào mà tới giờ cúng ông mà làm mà duyên cớ nào mà trễ là phải biết đó, là ông tu hành, ông đánh cho mình thân thân.
rồi tối cũng vậy, khuya cũng vậy, rồi 12 giờ trưa mà ông là cái người làm nông làm vườn, sống bằng trồng cây làm nông, mà 11 giờ rưỡi là tắm rửa đàng hoàng là vô lại lục hương. Trời ơi. Tôi nói ông mặc cái áo gọi là cái áo tràng, cái áo giới, ông vô ông lại rồi ướt đẫm mồ hôi, nổi mốc xanh hết. Ngày nào như ngày nấy, không bao giờ bỏ trễ. Đây là tu vậy đó. Kinh Di Đà mà tụng rồi là tới Đông Phương Dị Hữu A Xúc Bệ Phật lại, Tu Di Tướng Phật lại, Đại Tu Di Phật lại, lại sáu phương như vậy. Mà trưa nóng nực mình năm nào như năm đấy lại vậy. Đó là những người tu hành chưa có nhàn đạo đó nha. Còn cái bậc mà cái bằng tuyệt học vô vi nhàn đạo đó, đã tới cái tuyệt học, thấy được chân lý rồi. Tuyệt học là thấy chân lý trọn vẹn. Vô vi là người ta nhìn giảng pháp này, hữu vi này đều là duyên sinh như quyển. Và nhàn đạo là không tu mà coi như tu rồi tất cả, chứ không có cần phải nghi thức mà kỹ lưỡng đúng giờ đâu nha. Đó là câu của Huyền Giác mở đầu đó. Bực biệt học nghĩa là học nắm vững chân lý, không còn nghi ngờ gì nữa. Vô vi là cái người này đã tới cái trình độ nhìn thấy hiện tượng giảng pháp đều là hữu vi, đều là như quyển, không có chuyện gì đáng để tâm để ý đó. Nhàn đạo là không cần phải nghi lễ đúng giờ đúng khắc gì hết, mà coi như tu rồi tất cả. Mà có cái bài gọi là Thượng Sĩ Nhất Quyết Nhất Thiết Liễu, khoa tinh tấn rồi tất cả, khỏi tu không cần chứng. Vì gồm vậy là đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc kiến tư, việc hết cả ngũ cái thập tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Vấn đề là kiến hoặc tư hoặc, vấn đề là ngũ cái thập tiền mà người ta đã biết đó là duyên sanh như quyển, người ta đã quá giải rồi thì còn tu cái gì nữa chứ. Cho nên không tu mà rồi tất cả. Đây là vô trí, việc vô đắc, việc vô khổ tập nghiệp. Việc đạo là phải học cái thứ giáo lý đó. Cho nên cái bậc tuyệt học đã tới cái chỗ mà nhận thức được cái tính vô vi của vạn pháp. Đó là những người nhàn đạo. Nhàn đạo là rồi tất cả, khỏi tu không cần tỉnh. Thì cái người này bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn. Cái trình độ tu chứng của người này không có đặt cái vấn đề là phải siêng năng dứt trừ vọng tưởng nữa. Vì sao vậy? Vì vọng tưởng ở đâu mà trừ? Thí dụ như cái tập đế hồi nãy tôi nói đó, trong cái tập đế đó Phật nói nó là chân lý, nó chứa đựng cái gì? Nó chứa đựng kiến tư hoặc. Mà kiến tư hoặc là cái gì? Là tham, ý niệm về tham, về sân, về si, về mạn, về nghi, về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Yêu cầu đại chúng cho tôi thử một món, vài món gì trong đó coi các vị làm sao mà tìm có. Không hề tìm ra. Rõ ràng chưa? Có ai đem cái đó cho tôi một vài món thử coi nó ra sao, có không? Không có. Cách dự tìm cũng có. Điều đó chứng tỏ rằng tham sân si mạn nghi nó là tam độc thủy bào hư xuất một mã. Ta gọi là tham, là sân, là si, ta gọi là tam độc cái gì? Nhưng mà cái tự tánh của nó không có. Nó giống như là cái bong bóng nước mà nó ở trên cái đầu cành lá vậy nè. Nhìn thấy nó đẹp đẽ, lung linh màu sắc vô cùng biến ảo. Nhưng mà một cái nàng công chúa con cưng ngu dại bảo rằng là dạ thưa phụ hoàng, con muốn cái sâu chuỗi phải đẹp y như vậy.
cả nhà vua và cả hoàng triều đều ngẩn ngơ đau khổ vô cùng vì cái yêu cầu của đứa con gái. Nó si mê, nó vô minh, nhưng mà nó làm cả hoàng triều vì cưng nàng công chúa, vì được lòng nhà vua mà đau khổ. Một người trí tuệ nó được rồi, tôi xin lãnh trách nhiệm sở sao chú ý đó cho công chúa. Thế thì là một sự chỉ thật đẹp, kéo một sự chỉ bằng vàng, mời nàng công chúa đi lấy chuỗi. Thế thì qua một cái đám mưa rồi là những cái hộp chuỗi đó nó động lại long lanh trên những cái đuôi của những cái chót lá long lanh màu sắc. Người trí mới nói là rồi, thưa nàng công chúa, nàng muốn học nào? Nàng muốn học nào? Chỉ ngay cái đó. Và nếu cần là lượm cái đó đưa tôi. Lượm một chỗ đó đưa tôi thì sợ cho. Thế thì là rờ tới là tan biến mất, rờ tới là tan biến mất, rờ tới là tan biến mất. Nàng công chúa nói, dạ thưa tôi không lượm được. Ông quan hỏi, không lượm được sao bảo tôi sợ? Tôi lấy gì tôi sợ? Nó là cái đồ ta gọi là quyến ảo, mà nàng bảo sở là sở hay sao? Nếu mà muốn sở nó được để cho nàng sâu thì nàng phải cầm nó cho được. Đưa đây tôi sở cho. Nàng cầm nó không được có nghĩa là đồ quyến ảo. Tánh nổ chưa? Hay là còn khóc nữa? Mắc cỡ rồi thôi hết khóc. Nhận thức được rằng nó là đồ quyến ảo cho nên không có cầm nắm rộng mó nó được. Đấy, thế thì tam độc nó cũng giống như vậy. Tam độc là thủy bào, nó là cái bọt nước, nó là cái giọt nước, giống như một giọt nước vừa nói. Nó giống như cái bọt nước mà nhất sanh sanh thế đẳng bào trù qua cái đám mưa lớn, nó nổi nước nhất sanh này nè, rồi nổi giọt nước nó rớt xuống, nó nổi bọt lên, nổi lên rồi sụp, sụp xuống rồi nổi lên. Tùy theo cái giọt nước mưa mà bọt vô số trong cái sân, trong một cái đám mưa. Cái đám mưa nào mà cái giọt mưa nó đứng sững thì cái bọt nó hằng hà sa số. Mà cái giọt mưa mà họ xiên vậy thì cái bọt nó không có nhiều. Những đám mưa mà giọt mưa nó rất đứng sững thì bọt hằng hà sa số. Một kinh nghiệm ở đời là cái đám mưa nào mà bọt hằng hà sa số là đám mưa nó mưa dài lắm. Còn cái đám mưa mà không có bọt, giọt mưa nó cứ đang xỉa ngang vậy. Đám mưa nó không có mưa dài, yên tí ngồi chơi chút xíu là đám mưa nó tạnh. Vì sao vậy? Cho nên là tôi đã học đạo, cái gì cũng phải học hết á. Vẫn là biển chính đó là cái đám mưa mà nó, cái giọt mưa mà nó rất nghĩ xuống mà nó thành bọt là cái đám mưa đó trời không có gió. Mà không có gió thì cái mây nó tụ ở đó rất là lâu, cho nên mưa lâu. Còn nếu cái đám mưa mà cái hộp mưa nó đi ngang vậy có nghĩa là vừa mưa vừa gió, mà gió thì nó đẩy cái mây mưa này đi thì là đám mưa nó mau tạm. Rất là khoa học và rất là biện chứng. Cho nên người ta nói là nhất sanh thanh tế đẳng bào trù, cái đời sống của người là giống như cái bọt. Bọt bong bóng ở trong cái trận mưa mù đó. Thế thì là cái tam độc nó cũng giống như là cái bọt bóng trong đám mưa mù đó. Chứ nó có thật đâu. Tam độc thủy bào hư xuất mộc. Gọi là tam độc đó chứ còn nó hư quyển, nó lặng, nó mọc, nó nổi, nó chìm như là những cái đám mưa mù đó vậy. Như là những giọt sương, giọt mưa mà nó động ở đầu cành lá đó vậy. Do vậy cho nên tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, cái người tuyệt học, cái người đạt tới cái trình độ thấy được cái tính chất vô vi của vạn pháp là người nhàn đạo. Rồi tất cả, người ta không có trừ vọng tưởng và cũng chẳng có cầu chân như. Vọng tưởng không có, do vậy cho nên vô khổ. Đấy, để chúng ta ý coi cái khổ của mình là khổ giả nha. Mà nguyên nhân của khổ là phiền não vô minh cũng giả đó, vô khổ vô tập. Khổ giả đấy.
Cho nên khi nào khổ quá rồi cái rồi người ta sắp tự tử rồi cái rồi có người nhúng da lại, à thôi anh xin lỗi mà hả cưng nha. Ví dụ đấy, cái cô mà cô bọc bà tê vậy là bà giả sư đó, khổ sở mấy năm chồng bỏ đi theo giờ bé khổ giận lắm, mà kia gọi điện thoại nói cưng của anh đó hả, ừ anh đây anh đây, tôi không có muốn gặp anh, tôi muốn đoạn tuyệt, như là anh nhớ anh đã từng yêu rồi, hồi đó là anh sai lầm anh biết rồi, nhưng mà bây giờ là anh mới tìm em đấy. Thế lại cái này là nó thơm cho vài cái, nó tu cho vài cái, quan hỷ hết đấy. Quan hỷ hết trơn rồi đưa tiền, rồi mất tiền đưa hai ba lần với các vị coi rồi mà, đưa hai ba lần rồi. Trời ơi, điều đó nó lên cái gì? Cái khổ đó có thiệt không? Nếu khổ mà thiệt là không có hàn gắn được, mà không có cho tiền như vậy được. À, mà cái khổ đó giả, cho nên là khi mà người ta thấy rằng cái điều người ta sai lầm, rồi người ta o bé lại, rồi người ta làm lành lại, thế là cái khổ kia coi như nó bị quá giải, nó mất đi. Thế thì điều đó chẳng phải là vô khổ. Khổ không có thật. Chỉ khi nào chấp mắt, chỉ khi nào vô minh, chỉ khi nào không sáng suốt thì cái khổ nó mới hành hoành, nó mới tác động được. Chứ còn cái khổ đó đều không có thật. Mà cái quả khổ đã không có thật thì nguyên nhân làm ra khổ lại thật gì? Tham, sân, si có thật không? Không, không có thật. Ý niệm tham có thể diệt được. Ý niệm sân, nếu mà có chánh niệm biết tu hành thì ngăn chừa ý niệm sân được. Ý niệm si mê, sai lầm, có thể ngăn chừa được cái vọng tưởng, cái si mê đó. Nà, do vậy cho nên là vô khổ vô tập. Khổ đế không có thật, tập đế không có thật. Vì cái thực tính của vô minh là Phật tánh. Cái thực tính của phiền não, của vô minh, của tham sân si là Phật tánh. Khi mê thì nó tác động, nó hoành, nó chứ tính rất là cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái gì đó, tự nó tan biến mất. Học cái này rất là hay. Mà tu cái này là phải nói rằng là cái chúng tánh đại thừa mà quán chiếu mà tu á, nó hiệu nghiệm vô cùng. Ta không có để cho cái thứ phiền não vô minh đó, nó tác động, nó hoành hành đâu. Khổ không có thật, tập không có thật, và diệt đế cũng không có. Không có thật. Vì nếu mà hết khổ là gọi là vui vậy thôi. Chứ sự thật có cái niết bàn xa lạ nào đâu. À, có niết bàn xa lạ nào đâu. Ở trong cái cảnh giới thành phố Hồ Chí Minh này, mà nếu nhiều ưu tư, nhiều phiền muộn thì nó thành ra cái gọi là ta bà khổ. Nhưng mà nếu mà hóa giải được cái phiền não, cái vô minh, cái nguyên nhân đau khổ thì cũng ở trong thành phố này mà có hạnh phúc đó. Cho nên là vật đế không có thật. Còn đạo đế chẳng qua là phương chức dĩ độc trị độc của Như Lai. Bệnh thì lấy cỏ cây gọi là thuốc cho uống. À, cho uống vậy, cho uống hết bệnh. Hết bệnh rồi thì cỏ cây hoa lá vẫn là cỏ cây hoa lá, không có cái nào là thuốc cả. Nhưng mà khi bệnh thì cỏ cây hoa lá trở thành ra thuốc. Vì vậy cho nên cái pháp gọi là pháp tu, chứ kỳ thật khi mà người ta tỉnh ngộ rồi thì cái gọi là pháp tu đó cũng bỏ nó đi. Giống như cái người bệnh mà hết rồi thì cái cỏ cây hoa lá đó là cỏ cây hoa lá, không còn thuốc nữa, không cần cất giữ nó để làm cái gì. Chỉ cần nó khi nào bệnh mình còn, mình phải lấy cỏ cây hoa lá đó mà uống, gọi nó là thuốc. Cho nên tứ đế là phương chức dĩ độc trị độc của Như Lai. Hiểu như vậy ta gọi đó là học về cái vô sanh tứ đế. Rồi còn cái là vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế nữa nha. Đại thừa học tứ đế 4 cấp chứ không phải là 1 cấp như là cái nói ban đầu đâu. Tứ đế của đại thừa nè: sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế. Nói nãy giờ đó là nói gọn rồi, hết giờ rồi nói gọn cái vô sanh tứ đế. Cho nên ta mới gọi là vô khổ tập diệt đạo. Có nghĩa là khổ không có thật, tập không có thật, diệt không có thật, đạo đế cũng chẳng cần gì nó, vì nó cũng không thật. Nó là phương chức dĩ độc trị độc của Như Lai. Người nào bị rắn cắn
lấy dẹp ngâm rượu cho uống gọi là thuốc trừ rắn. Nhưng mà nếu người ta không có bị rắn cắn thì cái dẹp ngâm rượu đó là đồ bỏ đi, ai xài nó để làm cái gì? Cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Chỗ này là chỗ sâu đó. Hết giờ là bữa sau tiếp. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.